623 nhãn hương, tên khác kiều đậu, thảo mộc tê, họ đậu. Bộ phận dùng: toàn cây, thu hái vào mùa hạ, phơi khô. Tác dụng dược lý: tác dụng dinh dưỡng và gây xuất huyết. Cây nhãn hương non là một loại cỏ cho gia súc ăn rất tốt do hàm lượng protein cao, 15 đến 20%, dễ tiêu hóa, hàm lượng muối khoáng cao, hạt rất độc cho ngựa và một số gia súc khác, vì vậy không được cho gia súc ăn khi cây trưởng thành và già tính vị công năng Lá nhãn hương phơi khô có mùi thơm như nhãn nên gọi là nhãn hương Toàn cây có vị cay tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, kiện vị, hóa thấp, lợi tiểu, sát trùng Dễ có vị hơi đắng, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc Công dụng, nhãn hương được dùng chữa đau mắt, kiết lỵ sốt rét, viêm họng, miệng hôi, cảm sốt, nhức đầu Chữa đau mắt, ngọn có hoa, phơi khô, 5-10 g hãm với 1 lít nước sôi, đợi khi nước ấm, rửa mắt, ngày hai lần chữa cảm sốt đau đầu ngọn thân và cành phơi khô 8 đến 16 g sắc uống. Chữa viêm họng, khản tiếng, miệng hôi, toàn cây 20 đến 30 g nấu nước rồi sông và hít. Chữa sốt rét, toàn cây 30 g sắc nước uống 4 giờ trước khi có cơn sốt. Dễ nhận hương còn chữa kết hạch, ngày 10 đến 30 g sắc uống người ta còn dùng hoa và ngọn cây nhãn hương chiết bằng benzen rồi làm bốc hơi benzen để được, được từ 0,1 đến 0,12% chất thơm đặc màu xanh lục là nguyên liệu chế cao marin trong công nghệ nước hoa. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam chữa các bệnh thường gặp đơn giản, dễ áp dụng? Hãy truy cập trang web bảo kỳ nam.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác